Là cuộc chia ly giữa hai cõi âm dương cách biệt, phải chăng sự tồn vong của nhân loại mà tạo hóa đã định sẵn, loài người biết khám lại sao đây? Trong khán phòng tràn ngập hoa tăng, khói hương và nước mắt, đoàn kiếp đang chúng con cùng họ tổng và toàn thể quý vị hiện diện đây này đang phải chứng kiến cảnh bồi hồi xót thương khi nay cùng bà. Người vợ hiền phải tiễn biệt người chồng yêu dấu, các con, các cháu phải tiễn biệt người cha, người ông, người cụ đáng kính nhất của mình. Dòng họ mất đi một thành viên, một cây cao bóng cả. Sống làng ta thiếu vắng một dáng người, đất quê hương gắn bó cả cuộc đời, nay đó cụ về với lớp người tiên cổ. Và giờ đây để tiễn biệt cụ, sẵn kiếp nhà thành tâm, chúng con sẽ tiến đến hương hồn của nhà phẩm được mang tên Trở Về Lòng Đất Mẹ.